Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Kênh Gia Đình và Fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng cũng đã nghỉ hơi lâu rồi, nên hôm nay khởi động lại một chút cho vui. Hôm nay tôi đi tới trường trung học của con trai để đón con trai Andrew Hùng Dũng đi ăn cơm chia sẻ với nhau. Đây là đoạn đường đi về trường của con trai. Con trai năm nay học hết lớp 12 và con trai đăng ký vào thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Nên tôi đi tới gặp con trai, chở con trai, hai bố con đi ăn với nhau, nói chuyện chơi cho vui. Đây là đoạn đường đi tới chỗ của con trai. Trường của con trai học được gọi là trường trung học Stephen Austin. Trường này cũng là một trong những trường dạy khó, dạy rất là giỏi. Tôi đang đi tới trường của con trai. Cái đèn mà nó chớp chớp màu vàng đó, thưa quý vị, hai lên đó là phải chạy đúng cái tốc độ của nó, vì vào trong lúc giờ học là tan trường đây. Mà nếu mà chạy giờ này mà chạy quá tốc độ nhanh, cảnh sát bắt được là phạt nặng lắm. Cho nên là tôi chạy chậm chậm để đón con trai. Giờ này thì trường học đã tan trường. Bình thường thì tôi vào trong để đón con, nhưng con dặn tôi ngồi ở bên phía này, vì khi vào trong thì phải sắp hàng xe ra lâu lắm. Đợi con băng qua đường thì chỗ này tôi chạy đi liền, không có phải lo lắng gì, không phải đợi lâu. Ở trong kia xe đứng xếp hàng đợi đèn xanh đèn đỏ rất là lâu. Con đi băng qua đường với các bạn bè và tới mở cửa ra. Hello Andrew. Hello. How was your day? Good. Con khỏe không? Dạ. Thôi hai bố con mình đi ăn nha. Dạ. Hôm nay dẫn con tới nhà hàng BG ở trên đường Highway 6 Sugarland để ăn, chắc ăn steak hay ăn cái gì đó con thích. Con nó muốn đi tới nhà hàng này. Đây là khung cảnh ở trong nhà hàng. Hai bố con tôi đi vô nhà hàng này, nhà hàng B&G ở tại Sugarland, ăn vui vẻ, tâm sự với nhau. Đây là phần ăn của hai bố con tôi. Dũng rất là điệu nghệ rồi. Dũng, con vào trường Marines phải không con? Dạ. Giỏi nha, mai mốt chịu khó đi. Họ đi họ bắt con luyện tập nhiều đó, mập lên trở về đẹp trai được nha. Ngon không con? Camera ngon không con? Ngon không? Bây giờ ăn xong rồi, hai bố con tôi lái xe đi về. Tôi cho Dũng lái xe. Dũng lái từ từ đi con. Ngon lành lại đi. Cẩn thận. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vô lính thủy quân lục chiến. Mình phải tập có kỷ luật con. Bây giờ mình lái xe mình về. Ăn ngon không Dũng? Dạ. Ngon ha. Hôm nay Dũng vui không? Dạ. Hôm nay ba cũng vui lắm. Ôi, ba hỏi chuyện con hôm nay là vui lắm rồi. Cảm ơn con nha. Và như vậy thưa quý vị khán thính giả, bố con tôi đã tâm sự và ăn rất là ngon. Bây giờ để cho Dũng lái xe đi về. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.